Thì ở đầu video thì anh em thấy mình cũng còn khá là nhiều cái đá quý đúng không? Đấy thì anh em nào muốn nhận quà thì mình thì nhớ là comment bên dưới này. Thì mình sẽ tặng quà cho anh em nhá. Không thì anh có thể là nhắn tin qua bên đây giúp mình. Thì mình sẽ tặng quà cho anh em. Đấy. Thì 1.000 cái thư bây giờ mình sẽ tặng cho một bạn cái nói chung là cái thư cái vật phẩm nhá. Đấy. Thì bạn này xinh cái cánh đúng không? Ok em nhá, cánh trắng à. Đây có cánh trắng cho em luôn. Ok chưa anh em? Mình sẽ tặng cho em bạn này này, chúc mừng em này. Chúc mừng em. Đấy, chúc mừng em nha. Đây, nhé, để cho nó hợp lý nha bạn. Đấy, mình sẽ nhắn gửi và tặng quà cho bạn này nhá. Đây, gửi này. Đấy, 137 bài 773 kim cương mình không tiếc đâu em ạ. Đấy, yên tâm, mình không tiếc đâu tặng quà cho anh em nhá. Đấy, ok thì thư đã gửi rồi nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Thư đã gửi rồi, ok. Thì anh em nào muốn nhận quà thì mình thì nhớ là comment phía dưới này, mình sẽ tặng quà cho anh em nhá. Ok, còn bây giờ sẽ vào clip luôn anh em nhá. Đấy, khá là nhanh. Hello anh em, chào mừng trở lại với channel của mình. Ok thì một cái mới, chúc em làm việc, học tập là tràn đầy sức khỏe em nhá. Đấy thì trong clip hôm nay thì mình lại đem code đấy cho anh em thôi. Đấy thì cũng không còn cái gì làm cho anh em thì lại đem code nhỉ. Đấy, tại vì cũng khá là nhiều anh em thích code đấy. Code thì mình thấy nói chung là toàn là trang phục VIP thôi. Đấy mình đi tu tập được code, nói chung là mình đi tu tập được em nhá. Đấy mình không có nói là mình lấy từ nhà phát hành nhá, không anh em lại bảo là code lấy từ nhà phát hành gì mà lại code ra dở mà code pha ke. Thì mình cũng không nói là code mình pha ke em nhá. Đấy tại vì kiểu như là mình check thì khá là nhiều anh em bảo nhập sau ấy, nhập lúc mà hết lượt nhập xong rồi anh em là bảo là code hết hạn này, rồi code không hợp lệ các thứ này. Đấy thì mình cũng đến chịu nhá. Code này mình đi thu thập được thì các bạn bạn cái bạn mà nói cho mình ấy thì bạn ấy bảo là code này nhá, lúc mà anh em nhập hết nói chung là hết lượt đấy thì nó sẽ hết hạn luôn nhá, nên là nói chung là nó không hợp lệ luôn, nên là anh em nào chú ý nhá. Xem kỹ đầu cuối video này, mình nói là số lượng có hạn anh em ạ, số lượng nhập có hạn, anh em nhớ là chú ý xem cái view của mình ấy, cái view kênh của mình ấy thì bao nhiêu view rồi thì anh em chú ý nhá. Đấy không là mình bảo mình nói từ đầu rồi đúng không anh em, mình bảo là code của mình mang đến cho anh em là code có hạn đúng không, tại vì bây giờ không có code mới nên là code này là code mình đi thu thập được nên là nó có hạn thì đương nhiên là không có gì phải nói đúng không. Đấy còn nếu mà code từ nhà phát hành thì nó lại khác đúng không anh em. Đấy thì ok thì đầu clip thì anh em thấy mình cũng còn khá là nhiều đá quý đúng không, mình đã nói với anh em rồi, anh em không thích quà đá quý thì thôi chứ mình cũng chịu rồi anh em ạ. Đấy mình đã nói với anh em là anh em mà không cần dùng đến đá quý thì mỗi clip mình sẽ bị tăng thêm mà anh em. Đấy mong là anh em cứ nên là thế, mình với mong anh em là anh em tiêu hết kim cương đá quý giúp mình đấy anh em ạ. Tại vì mình tiêu hết cái đá quý đâu, đá quý mình cũng mua cái gì đâu. Đấy xe thì mình có rồi, mình không thích mua cái xe kia nữa. Thì nhà cửa nói chung là có hết rồi. Đấy, không thiếu một cái gì hết. Nên mà anh em nào mà kiểu như là gọi là chưa có gì à, chưa có nói chung là chưa có đồ đạc này, xe ô tô các thứ này thì có thể là comment bên dưới video này thì mình sẽ check và mình tặng quà cho anh em. Ok chưa? Đấy thì clip thì mình quên, cái code thì mình sẽ vứt từ ngẫu nhiên trong màn hình nhá. Đấy nên là anh em chú ý mà vào mà lấy hai code kia anh em ạ. Đấy không phải là một code đâu, nên là anh em cố gắng mà xem kỹ vào mà lấy code nha, không đến lúc là anh em lại bảo là mình đưa code nói chung là hàng pha ke các thứ cho anh em thì thôi đấy anh em nhá. Đấy đến lúc đấy là mình cũng không chịu trách nhiệm đâu. Mình đã nói với anh em bây giờ mình nói lại lần cuối này thì cái code mình đưa cho anh em ấy thì nó sẽ gọi là sẽ có lượt nhập này, nếu mà anh em nhập hết lượt nhập đấy thì anh có thể là nói chung là nó hết hạn luôn nhá, nó hết hạn luôn và nói chung là nó không không tồn tại trên hệ thống luôn đấy, tại vì nó hết lượt nhập rồi còn tồn tại trên đống làm gì đúng không. Đấy nên là anh em chú ý vào mấy cái này em nhá, chú ý vào không đến lúc là anh em mà kiểu như là không nhập được lại bảo là mình đưa code hết hạn cho anh em. Đấy rồi ok thì chắc là clip của mình cũng khá là dài ấy, chắc mình cũng kết thúc clip đây thôi. Anh em mà thấy video mình hay này thì nhớ là cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá, nhớ là chú ý xem kỹ từ cuối video để có thể nhận được code nhá. Còn bây giờ thì anh em biết đúng không? Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye 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 bye. Bye bye anh em, bye bye.